qua nhiều thời gian vẫn có tiếng hát này của những nhạc phẩm vừa qua vẫn còn thân quen và ngọt ngào với tất cả du khách từng yêu mến tiếng hát ca sĩ Dương Ngọc Thái. Và giờ đây xin giới thiệu đến quý vị một nam ca sĩ trẻ có phong cách biểu diễn thật rộn ràng và sinh động khi bước ra sân khấu, cũng là người kết nối hùng cũng như tất cả các văn nghệ sĩ đến với chương trình hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Cư Phạm. Bây giờ xin chúc cho tất cả quý vị giấy tới. Ai vậy trời? Tao mà. Trời ơi, cái giọng này quen quá vậy. Ê, trời ơi, ông già nữa tôi. Quý vị, danh hài Bảo Trung. Cái thằng này nè, nó chắc tôi, trong lúc tôi buồn mà nó không biết. Sao bà tôi cứ ra nó nói, trời lưng chơi trời. Bậy, bậy, đám cưới ta buồn gì. Hồi nãy đám cưới là tao vui rồi. Dạ. Người ta vừa bước xuống tới dưới kia kìa. Dạ. Có cái chị kia chỉ vô mặt tao á. Dạ. Chỉ nói cha Bảo Trung là chị dê đi. Trời ơi, sao chúng ta sẽ bà giờ là bà đó đúng quá vậy bà? Đúng rồi. Tao phải về đâu? Không phải về. Là tại vì bà yêu cái đẹp, cái xinh của người phụ nữ. À, vậy mà bà con nở cho Bảo Trung hai cái từ dễ xót. Nhưng thấy đàn không có đàn ông thì dù nàng bà đẹp cũng không có ai giờ thì đó đúng không? Dạ đúng, nhưng mà mình không nhìn mấy bả là thôi. Dạ, mình nhìn mấy bả nó là mấy bả nó là mình chê. Dạ. Ngày xưa đàn ông bảy thiếp năm thê, đàn bà chịu khanh cũng thế có một lần. Ngày ngày nay cớ tạo xây dần, đàn bà còn dê bạo gấp trăm lần đàn. Vỗ tay cái gì? Yeah.
đang đi cùng thưởng thức một ly khúc của Giang và Chị Vy, xin mời mọi người cùng lắng nghe.